Khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 12, một đám cháy xuất phát từ căn hộ ở tầng 12, block C, chung cư Techco trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Do vị trí cháy nằm trên cao nên người dân không thể tiếp cận, tìm cách dập lửa tại chỗ. Ngay lập tức, ban quản lý chung cư báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, phòng PC07 công an thành phố Hồ Chí Minh điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Lực lượng chức năng đã tiếp cận bằng thang bộ cứu được 6 người ra khỏi đám cháy, đưa xuống đất an toàn. Trong đó 2 người được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nhẹ do hít phải khói. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi. Một người ở đây và thằng bé thì nó bị kẹt trong phòng này, là lúc đó đang cháy lớn, là phải nhanh chí là đi phòng cái hành lang kia mới là nhúng cái khăn nước và đưa cho nó để nó chụp vào nó thở. Theo PC07, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do một cháu 12 tuổi có vấn đề về thần kinh tự đốt ghế sofa trong căn hộ gây cháy.